sang bơm. Đều mất kính, rửa phong máy, rửa xe, ra dịch vụ 4 giờ chiều rồi. Đây là một trong những chiếc City đang được trong thương thực hiện việc chăm sóc con động cơ. Đây là hiện trạng ban đầu đấy ạ. Sau khi thực hiện xong thì em sẽ về xem nhé. Đây là một trong những quy trình mà Nautilus đang thực hiện việc chăm sóc khoang động cơ. Phần trên thì đã được làm sạch rồi. Đây là phần dưới. Quá trình thực hiện việc chăm sóc dọn khoang máy cho Honda City đã thực hiện xong tại Nam Phương Âu Cu. Như các bạn đang nhìn thấy các chi tiết đã được làm sạch như đây ạ. Với thời gian dao động từ 4 đến 5 tiếng, một gói chăm sóc nhanh sẽ giải quyết được một số cái vấn đề như là bẩn, bụi, rồi các dấu hiệu của chuột bọ. Các bác có xe thì hãy nên chăm sóc thường xuyên, một năm tối thiểu đến 2 lần, 6 tháng chăm sóc một lần, nó sẽ giữ gìn được cái chi tiết rất tốt. Đặc biệt là những hiện tượng mà chuột ở trong này là sẽ đảm bảo là không còn hiện tượng đó nữa. Chiếc này là một chiếc Honda City đời 2016, sử dụng được gần 3 năm rồi. Các bác quan tâm tới các gói dịch vụ về chăm sóc xe, dọn nội thất, khoan động cơ, rửa xe thì có thể để lại thông tin, bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ. Em xin cảm ơn.